Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Nga tuyên bố có quyền đưa tên lửa Oryx đến châu Á để đối phó với Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Nga có thể triển khai tên lửa tầm ngắn và tầm trung tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương trong phản ứng với các hành động của Mỹ ngày 25 tháng 11. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng Moscow cân nhắc triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn tới châu Á nếu Mỹ có động thái như vậy, theo đài RT. Theo ông Ryabkov, việc Mỹ triển khai tên lửa đến châu Á cũng như các khu vực khác sẽ buộc Nga phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật quân sự, bao gồm cả việc tái bố trí vũ khí Nga. Sự xuất hiện của các hệ thống tương ứng của Mỹ ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới sẽ quyết định các bước đi tiếp theo của chúng tôi, ông Ryabkov nói. Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng bất kỳ động thái triển khai mới nào của Nga đều do hành động của Mỹ quyết định, đồng thời khẳng định Moscow sẽ không để an ninh quốc gia bị đe dọa. Đã đến lúc những lý lẽ và sự thuyết phục không còn hiệu quả như trước. Vì vậy, cần có các biện pháp mạnh mẽ hơn, ông Ryabkov lưu ý. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói đây là một lựa chọn có khả năng mà Nga đã nhiều lần cảnh báo. Các bước tiếp theo, bao gồm những gì liên quan đến phản ứng về mặt kỹ thuật quân sự của Nga, sẽ phụ thuộc vào việc triển khai các hệ thống tương ứng của Mỹ tại bất kỳ nơi nào trên thế giới. Hãng tin TASS dẫn lời ông Ryabkov, vị quan chức nói thêm rằng hệ thống tên lửa siêu thanh Oryx mới của Nga không nằm trong các hiệp ước kiểm soát vũ khí hiện hành là minh chứng cho việc Moscow đang tăng cường năng lực răn đe. Mỹ chưa bình luận phát ngôn của ông Ryabkov. Ông Ryabkov phát biểu trong bối cảnh tên lửa tầm xa của Mỹ và phương Tây đã được Ukraine triển khai để tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga. Bên cạnh đó, liên quan đến tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oryx mà Nga vừa lần đầu tiên phóng vào Ukraine, ông Ryabkov khẳng định hiện không có các hạn chế quốc tế nào lên việc triển khai hệ thống tên lửa này. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rõ đây là một hệ thống tên lửa tầm trung mới, vì vậy không có hạn chế nào đối với việc triển khai các hệ thống như vậy trong bối cảnh không có giới hạn nào liên quan. Ông Ryabkov nói, đề cập đến bước đi sai lầm của Mỹ khi Washington trong nhiệm kỳ trước của ông Donald Trump đã rút khỏi hiệp ước INF. Bình luận của ông Ryabkov được đưa ra vài tháng sau khi tướng Charles Flynn, tư lệnh lục quân Thái Bình Dương nói rằng Mỹ sẽ sớm triển khai một số loại tên lửa tầm trung như Tomahawk và SM-6 đến châu Á-Thái Bình Dương lần đầu tiên sau 37 năm. Căng thẳng gia tăng kể từ khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF vào năm 2019. Sau đó Nga cũng rút khỏi Hiệp ước này. Hiệp ước INF từng cấm cả hai quốc gia triển khai mới các loại tên lửa đạn đạo và hành trình phóng từ mặt đất với tầm bắn từ 500 đến 5.500 km. Nga cảnh báo chuyển giao công nghệ hạt nhân cho đối thủ của Mỹ. Trong bối cảnh căng thẳng quốc tế gia tăng, Nga vừa đưa ra cảnh báo mạnh mẽ rằng họ có thể chuyển giao công nghệ hạt nhân cho các quốc gia đối đầu với Mỹ. Cảnh báo này được đưa ra bởi Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev vào ngày 24 tháng 11. Trong một phát biểu liên quan đến tình hình xung đột ở Ukraine và các chính sách của Mỹ, Medvedev chỉ trích mạnh mẽ các đề xuất của phương Tây, đặc biệt là từ các truyền thông phương Tây, kêu gọi Mỹ cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine. Theo ông, đây là một ý tưởng tuyệt vời và nếu như Mỹ thực hiện những động thái này, Nga có thể xem xét việc chuyển giao công nghệ hạt nhân cho các quốc gia đối địch với Mỹ. Chúng ta cần xem xét ai là đối thủ tiềm tàng của Mỹ và có thể chuyển giao công nghệ hạt nhân cho họ, ông Medvedev tuyên bố. Ông cũng nhấn mạnh rằng các chính sách gần đây của Mỹ liên quan đến Ukraine đang góp phần làm mất ổn định tình hình quốc tế, đặc biệt là nguy cơ đối đầu hạt nhân, căng thẳng gia tăng giữa Nga và phương Tây, đặc biệt là sau khi Tổng thống Vladimir Putin phê duyệt học thuyết hạt nhân sửa đổi của Nga vào ngày 19 tháng 11. Học thuyết mới này cho phép Nga hạ ngưỡng răn đe hạt nhân và đáp trả một loạt các cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường vào Nga hoặc các đồng minh của Moscow. Bên cạnh đó, cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter cũng chỉ trích chính quyền Tổng thống Joe Biden, cho rằng ông Biden đang leo thang xung đột ở Ukraine và có thể dẫn Mỹ vào một cuộc xung đột hạt nhân với Nga. Ông Ritter nhận định rằng chính sách của Mỹ dưới sự lãnh đạo của ông Biden có thể khiến Mỹ đối mặt với nguy cơ hạt nhân. Điều này càng làm gia tăng căng thẳng giữa các cường quốc.
hình ảnh vệ tinh lật tẩy sức mạnh thực sự của tên lửa Oryxnik. Mới đây, Nga đã tuyên bố rằng cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh Oryxnik vào doanh nghiệp Yukmas của Ukraine đã hoàn toàn phá hủy nhà máy này, một cơ sở quan trọng trong ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Tuy nhiên, những hình ảnh vệ tinh được công bố sau đó đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi trong cộng đồng chuyên gia quân sự quốc tế khi cho thấy điều ngược lại. Theo thông báo từ Nga, đoạn video ghi lại cuộc tấn công cho thấy các tên lửa Oryxnik lao xuống khu vực nhà máy Yukmas với tốc độ rất cao, gần như không thể đánh chặn. Nga khẳng định toàn bộ tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine đã bị phá hủy hoàn toàn, đánh dấu một chiến thắng lớn trong chiến dịch quân sự của họ. Tuy nhiên, những hình ảnh vệ tinh sau đó, mặc dù có độ phân giải thấp, không cho thấy bất kỳ sự tàn phá quy mô lớn nào tại hiện trường. Thực tế, nhà máy Yukmas chỉ bị thiệt hại nhẹ, mức độ gần như không đáng kể. Một trong những lý do có thể giải thích cho sự không khớp giữa thông báo và hình ảnh vệ tinh là độ chính xác của tên lửa Oryxnik. Có thể tên lửa này đã không đạt được mục tiêu chính xác hoặc đầu đạn đã rơi ra khỏi những khu vực trọng yếu của nhà máy. Một giả thuyết khác là khi các đầu đạn hạt nhân bị loại bỏ theo thiết kế, phần còn lại của tên lửa chỉ là những mảnh ghép tạo động năng không đủ mạnh để gây ra thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng. Cuộc tấn công vào Yukmas diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột Ukraine gia tăng, khi Ukraine tiếp tục nhận sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây. Các quan chức Nga cho biết rằng tên lửa Oryxnik được sử dụng như một phần trong chiến thuật cảnh báo phương Tây về những hậu quả có thể xảy ra nếu họ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, với hiệu quả của cuộc tấn công không như mong đợi, cộng với việc Nga cố gắng tránh các khu vực phòng không được triển khai dày đặc của Ukraine, nhiều chuyên gia nhận định rằng đòn tấn công này có thể đã phản tác dụng. Cuộc tấn công vào Yukmas không chỉ gây ra tranh cãi về hiệu quả quân sự mà còn khiến giới phân tích quân sự đặt câu hỏi về chiến lược của Nga trong việc sử dụng tên lửa Oryxnik, dù Nga khẳng định chiến dịch này nhằm tạo ra một cảnh báo mạnh mẽ đối với các nước phương Tây. Hiệu quả thực tế lại cho thấy một thất bại đáng tiếc về mặt chiến thuật khi không đạt được mức độ thiệt hại như dự tính. Cuộc tấn công này, mặc dù không gây ra thiệt hại lớn cho nhà máy Yukmas, lại cho thấy sự khập khiễng trong chiến lược quân sự của Nga. Hình ảnh vệ tinh và phân tích từ các chuyên gia cho thấy rằng những tuyên bố của Nga về hiệu quả cuộc tấn công có thể không chính xác và tác động thực sự của vụ tấn công có thể không lớn như đã được tuyên bố. Những vụ kiện này tiếp tục làm dấy lên câu hỏi về khả năng đạt được mục tiêu của chiến lược quân sự của Nga trong thời gian tới. Nga sử dụng tên lửa Oryxnik để trả đũa Ukraine tấn công lãnh thổ Nga. Trong một tuyên bố chính thức, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xác nhận việc sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oryxnik để tấn công các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Cuộc tấn công này được thực hiện nhằm đáp trả các hành động tấn công vào lãnh thổ Nga, đặc biệt là các vụ tấn công vào các khu vực Bryansk và Kursk, vốn đã bị tên lửa tầm xa do phương Tây viện trợ tấn công. Tuyên bố này của Tổng thống Putin làm rõ rằng việc sử dụng tên lửa Oryxnik là một biện pháp để Moscow phản ứng trước việc phương Tây dỡ bỏ các hạn chế về việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Tổng thống Putin cho biết cuộc tấn công sử dụng tên lửa đạn đạo Oryxnik, một trong những hệ thống tên lửa tầm trung mới nhất của Nga, đã được thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu thực tế. Tên lửa này được trang bị thiết bị siêu vật âm, phi hạt nhân, làm tăng sức mạnh và tính chính xác của cuộc tấn công. Ông Putin khẳng định rằng mục tiêu của cuộc tấn công là một nhà máy công nghiệp quốc phòng quan trọng ở vùng Dnipropetrovsk, nơi sản xuất các loại tên lửa và vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine AFU. Theo thông tin từ các nguồn tin chính thức, mục tiêu cụ thể của cuộc tấn công là nhà máy chế tạo máy phía Nam Yukmas, một doanh nghiệp lớn của Ukraine chuyên sản xuất công nghệ tên lửa và vũ trụ. Yukmas cũng có khả năng sản xuất các loại máy bay không người lái. Điều này làm tăng tính chiến lược của mục tiêu này trong bối cảnh xung đột đang tiếp diễn. Ngoài việc xác nhận cuộc tấn công, Tổng thống Nga cũng cho biết Nga sẽ có các biện pháp cảnh báo dân thường trước khi thực hiện các cuộc tấn công với hệ thống siêu thanh như Oryxnik. Chúng tôi sẽ chủ động báo trước cho dân thường cũng như công dân nước ngoài thân thiện để họ có thể rời khỏi khu vực nguy hiểm, ông Putin nói, nhấn mạnh mục tiêu của Nga là giảm thiểu thiệt hại đối với dân thường trong bối cảnh chiến sự. Cuộc tấn công bằng tên lửa Oryxnik của Nga được cho là phản ứng mạnh mẽ đối với sự leo thang của chiến sự và sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây dành cho Ukraine, bao gồm việc cung cấp các loại tên lửa tầm xa như Storm Shadow và ATACMS.
các cuộc tấn công này của Ukraine vào lãnh thổ Nga đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và tạo ra một cuộc đối đầu gay gắt hơn giữa các cường quốc. Bất chấp tuyên bố mạnh mẽ từ phía Nga, cuộc tấn công bằng tên lửa Oreknik không phải là một sự kiện không có tranh cãi. Hình ảnh vệ tinh sau cuộc tấn công đã cho thấy không có thiệt hại nghiêm trọng tại khu vực nhà máy Yumas, dẫn đến những câu hỏi về độ chính xác và hiệu quả thực tế của tên lửa Oreknik trong chiến tranh hiện đại. Trong khi đó, cuộc tấn công này lại tiếp tục làm nổi bật những căng thẳng giữa Nga và phương Tây, khi các quốc gia này tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Tóm lại, cuộc tấn công tên lửa Oreknik của Nga không chỉ là một phản ứng đối với hành động của Ukraine và phương Tây, mà còn là một tín hiệu rõ ràng của Moscow về sức mạnh quân sự và sự quyết tâm trong việc bảo vệ lãnh thổ cũng như ngăn chặn các cuộc tấn công từ phía Ukraine. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của cuộc tấn công và tác động của nó đối với tình hình chiến sự vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.